có một điều chắc chắn xảy ra, đấy là chúng ta không thể nào mà mang cái định nghĩa tự do tài chính của người khác định nghĩa vào tự do tài chính của mình được. Vậy thì điều đầu tiên tôi nghĩ rằng là trước khi định nghĩa tự do tài chính thì các bạn phải hiểu cái nhu cầu tài chính của bản thân mình hiện tại nó là cái gì đã. Nếu như chúng ta mà chưa làm được bước đầu tiên này ấy, thì chúng ta cũng có lời khuyên với các bạn rằng là các bạn cũng đừng quan tâm đến cái bước thứ hai làm gì cả. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tuyến nội dung tài chính cá nhân của Finpeace. Như mọi người đều có thể thấy thì trong vài năm gần đây, từ khóa tự do tài chính đã trở thành một trong những từ khóa hot nhất khi nhắc đến khía cạnh tài chính cá nhân. Những kiến thức cơ bản và nền tảng về tự do tài chính thì chúng ta đều có thể tìm thấy rất nhiều ở trên mạng. Thế nhưng với Finpeace thì tự do tài chính là gì? Trong số đầu tiên của series tự do tài chính ngày hôm nay, anh Phương tin rằng chuyên gia Nguyễn Tuấn Anh có thể mang đến cho mọi người những góc nhìn rất thú vị về tự do tài chính. Thì xin chào anh Tuấn Anh. Trước hết em muốn hỏi là anh Tuấn Anh có nhớ cái thời điểm mà anh đạt được tự do tài chính là bao giờ không ạ? Lần đầu tiên mà anh kiếm được nhiều tiền ấy thì có lẽ là lúc đó thì anh cũng không biết đấy là tự do tài chính. Trong đầu mình chỉ là mình cũng mong muốn tự do tài chính đấy, và mình chỉ mong muốn là mình kiếm thật là nhiều tiền thôi. Và cái giai đoạn đó thì dường như là nếu mà người ngoài thì người ta nhìn thấy là Tuấn Anh đã đạt được những cái điều mà nhiều người mơ ước. Mình không biết là đấy là đã là tự do tài chính rồi. Ngay trong vòng khoảng tầm 1 năm rưỡi 2 năm anh đã mất hết sạch cái số tiền đó. Và lần thứ hai khi mà kiếm được tiền thì lần đó thì anh bắt đầu có trân trọng cái đồng tiền hơn. Và bắt đầu từ lần thứ hai thì cái cảm giác tự do tài chính của anh nó đến theo một cái kiểu khác. Bắt đầu ý thức được rằng là mình đang kiếm được tiền dựa vào cái trí tuệ của mình. Và tự nhiên lúc đấy mình xuất phát, mình có một cái niềm tin rằng là cái hiểu biết này của mình có thể kiếm tiền được rất là dài hạn. Và ngay bằng cái hiểu biết đấy thì mình đã tự do tài chính ngay từ cái lúc đấy rồi. Lúc đó hoàn toàn mình không chờ đợi là mình phải có thật là rất là nhiều tiền mình mới tự do tài chính. Vậy thì có phải là một mục tiêu tự do tài chính quá là cố định và nghe chừng rất là không tưởng như vậy sẽ khiến cho chúng ta nhìn lại những cái nỗ lực nhỏ bé của chúng ta sẽ cảm thấy là nó chẳng có nghĩa lý gì và sẽ rất dễ nản trên hành trình không ạ? Và nói thật đây là một cái thử thách rất là lớn. Ở mỗi một lứa tuổi, ở mỗi một cái vị thế các bạn đang ngồi nghe ở đây thì nó sẽ có một cái nhu cầu về tài chính khác nhau. Khi các bạn nhận diện ra rằng là các nhu cầu của chúng ta rất khác nhau thì có một điều chắc chắn xảy ra, đấy là chúng ta không thể nào mà mang cái định nghĩa tự do tài chính của người khác định nghĩa vào tự do tài chính của mình được. Vì chúng ta đã tôn trọng sự khác nhau đó thì không thể nào mà có một chuẩn mực nào đó tên là tự do tài chính và chúng ta áp đặt cho riêng chúng ta được. Điều đầu tiên tôi nghĩ rằng là trước khi định nghĩa tự do tài chính thì các bạn phải hiểu cái nhu cầu tài chính của bản thân mình hiện tại nó là cái gì đã. Nếu như chúng ta mà chưa làm được bước đầu tiên này ấy, tôi cũng có lời khuyên với các bạn rằng là các bạn cũng đừng quan tâm đến cái bước thứ hai làm gì cả. Các bạn ở cái lứa tuổi đấy, các bạn đọc các phương tiện thông tin đại chúng quá nhiều và các bạn mang cái định nghĩa từ bên ngoài, đặc biệt một số các định nghĩa từ các cái quốc gia phương Tây mang về Việt Nam về định nghĩa thế nào là tự do tài chính. Để mà nhớ gần đây nhất thì là có một cái làn sóng gọi là FIRE, tức là tự do tài chính nghỉ hưu sớm chẳng hạn như thế. Tức là chúng ta đặt ra những cái ngưỡng như thế thì thật sự nếu mà xuất phát điểm của các bạn là các ngưỡng đấy thì Tuấn Anh có một e ngại rất là sâu sắc là các bạn sẽ rất là khó để mà có thể có một sự tự tin để đi tới được. Phải nói thật rằng là để các bạn hiểu được đầy đủ các cái chi tiêu hoặc các cái nghĩa vụ hiện tại thì đấy mới là cái khởi điểm đầu tiên của các bạn. Và điểm đấy là không hề đơn giản, mặc dù chúng ta nghe thì rất là đơn giản. Trong các nội dung về tự do tài chính ở trên mạng xã hội hiện tại thì em thấy mọi người thường hay nhắc đến một ý, đó chính là sau khi chúng ta đạt được cái mục tiêu tự do tài chính, ví dụ như có 1 triệu đô hoặc là có đủ tiền để sống dư giả trong khoảng vài chục năm cuối đời, thì khi đó cuộc sống của mọi người sẽ bước sang một trang mới, một trang rất là khác và mọi người sẽ không thể tưởng tượng được là nó thảnh thơi và nó sung sướng như thế nào. Vậy thì theo cái góc nhìn về tự do tài chính của anh Tuấn Anh, về mối liên hệ giữa việc thực hiện mục tiêu tự do tài chính và việc hạnh phúc trong cuộc sống của mình sau này nó là như thế nào ạ? Anh rất thích câu hỏi này của anh Phương. Bởi vì nếu mà chúng ta trả lời rốt ráo được câu hỏi này thì có khi chúng ta sẽ trả lời tất cả. Có thật sự là khi mà chúng ta kiếm được số tiền đó, một mục tiêu đó thì chúng ta mới thật sự là có cuộc sống hay không? Nếu từ tưởng tượng như là chúng ta từ bây giờ đến lúc chúng ta chết, Tuấn Anh chỉ còn có khoảng 40 năm nữa đến lúc chết. Nếu Tuấn Anh đặt một cái mốc như thế, ví dụ như là 20 năm nữa Tuấn Anh tự do tài chính chẳng hạn như thế đi, còn 20 năm nữa thì sau đó mới gặp được cái gọi là cuộc sống, thì ít nhất các bạn sẽ thấy bài toán đấy nó đang gặp một vấn đề, đấy là Tuấn Anh sẽ đang đốt phá 20 năm từ giờ cho đến lúc mà Tuấn Anh mới gặp được cuộc sống. Vậy thì cái đối lập với cuộc sống đấy thì chẳng nhẽ là chúng ta đang kiểu như là give up với cuộc sống hoặc là cống hiến cuộc sống hoặc là đánh đổi cái cuộc sống hiện tại để vì một cái gì đó ở tương lai. Thì có lẽ rằng là cái tư duy như thế, giải bài toán như thế thì có vẻ như là trong đầu Tuấn Anh, cá nhân Tuấn Anh thấy là rất là không ổn. Bởi vì biết đâu cái cuộc sống đấy chắc gì đã là cuộc sống chúng ta thích. Nếu mà để mà có bất cứ một cái sự tráo đổi nào, Tuấn Anh sẽ không có phép đánh đổi nào là đánh đổi thời gian nữa. Thời gian là thứ thật sự là quý giá nhất của đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta còn đánh đổi thời gian thì chúng ta không thể nào mà thưởng thức được cuộc sống này. Em sẽ quay lại một chút về cái định nghĩa tự do tài chính, chính xác là quan điểm về tự do tài chính của anh Tuấn Anh. Em có một thắc mắc là không biết quan điểm này của anh có mâu thuẫn gì hay là có mối liên hệ gì với những quan điểm về tự do tài chính hiện tại đang phổ biến mà mọi người đang đi theo không ạ? Bởi vì như anh Tuấn Anh cũng đã nói thì không có một định nghĩa nào là định nghĩa cố định, và những cái định nghĩa ở trên mạng đấy thì cũng không hề sai, quan trọng chỉ là mọi người áp dụng nó như thế nào thôi, đúng không ạ? Để mà trả lời thì nó là bao trùm lên cái ý nghĩa của tự do tài chính mà chúng ta nghe ở trên mạng. Ví dụ nhá, thử ví dụ một cái cụ thể này. Trên mạng người ta hay gọi là quỹ dự phòng rủi ro. Thì khi mà các bạn đã hiểu sâu sắc về cái việc là nhu cầu tài chính của bản thân mình rồi thì tự dưng các bạn sẽ dần các bạn sẽ lập cái quỹ rủi ro đấy. Bởi vì các bạn hiểu rằng là cuộc sống này nó rất là bất thường. Và cái bất thường nào của riêng bạn cơ. Anh Tuấn Anh thì có 2 con và do đó thì cái nhu cầu gọi là bảo vệ người thân của Tuấn Anh sẽ cao hơn anh Phương. Khi mà mình hiểu kỹ về việc đó thì mọi người sẽ thấy ui đây rồi, đây là việc quan trọng mà mình cần phải bảo vệ tài chính cho cái này. Điểm khác biệt ở đây là nếu chúng ta gọi tên cái bao trùm đó quá sớm và chúng ta dễ dàng gọi là chấp nhận cái định nghĩa từ bên ngoài đấy mà chúng ta không hiểu cái hàm ý của nó, không hiểu được cái nội dung, không hiểu được cái ý nghĩa của nó, thì chúng ta dễ dàng bị lôi kéo bởi các định nghĩa bên ngoài đấy. Và trên hành trình đó, do chúng ta không hiểu ý nghĩa nên là chúng ta sẽ rất là mệt mỏi và chúng ta sẽ quỵ ngã trên con đường. Ngược lại, một cái quỹ mà Tuấn Anh dành cho con mình thì mỗi một lần đi về nhà nhìn thấy mặt cái đứa con mình lại tràn đầy năng lượng để mình làm tiếp cái quỹ đó. Còn nếu mà cái quỹ này chỉ đơn giản là một cái công thức tài chính là 4%, là 25%, rồi là 1 triệu đô, hay là 35 tuổi phải có cái này, 45 tuổi phải có cái kia, mà mình không thực hành được cái hiểu sâu sắc cái ý nghĩa của cái quỹ đấy để làm gì thì thật sự rất là đáng tiếc. Em cũng nghĩ là khi thực hiện những mục tiêu như tự do tài chính hay là bất kỳ một mục tiêu nào khác mà nó không xuất phát từ những mong muốn thật sự của chúng ta, không gắn liền với những ý nghĩa thật sự trong cuộc sống của chúng ta thì nó sẽ rất là dễ nản, đúng không ạ? Và đột nhiên mục tiêu tự do tài chính lại trở nên rất là khó. Tệ hơn nữa là khi mà mọi người đã dành ra rất nhiều năm, vài chục năm để phấn đấu cho mục tiêu này rồi, khi cầm 1 triệu đô trên tay hoặc là một khối tài sản lớn nào đó khác thì mọi người lại nhận ra là nó không có ý nghĩa với chúng ta đến như thế. Cái điều tệ hại hơn nữa là chúng ta còn chưa nhìn thấy, đấy là điều tệ hại hơn nữa là do cái sự lạm phát của cái tiêu dùng. Bây giờ chúng ta thấy 1 triệu đô là to, nhưng mà sau này chúng ta lại thấy 1 triệu đô lại không to nữa. Nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục lấy cái định nghĩa bên ngoài thì chúng ta tiếp tục chạy theo cái câu chuyện là peer pressure từ xã hội hay từ bạn bè. Nhỡ đâu 1 triệu đối với chúng ta là rất nhiều, nhưng mà so sánh với những người bạn đồng trang lứa, những người khác xung quanh thì 2 triệu mới là nhiều. Thì lúc đó thì tự nhiên chúng ta còn áp lực nữa. Vậy thì đấy có thật sự là điều mong muốn của chúng ta không? Vâng, vậy thì trước khi kết thúc tập đầu tiên của series Tự do Tài chính ngày hôm nay thì anh Tuấn Anh có lời gì muốn nhắn nhủ tới tất cả mọi người không ạ? Các bạn hãy đừng quan tâm nhiều quá đến câu trả lời và hãy quan sát để xem là mình có thể làm gì, để hỗ trợ được điều đấy. Để mà tự trả lời chính bản thân mình thì nó sẽ là khó hơn cái việc mà quan sát người khác trả lời. Khi mà chúng ta là con người mà chúng ta quan sát người khác trả lời thì chúng ta sẽ rất dễ nhìn nhận ra được cái vấn đề. Nhưng mà khi mà mình tự trả lời mình thì mình gặp cái khó khăn. Thì bây giờ bài tập sẽ là mình hãy thử quan sát người khác và mình hãy cố gắng giúp cái con người này được tự do. Và cái đề bài ở đây sẽ là tự do bởi chính cái lo âu của cái con người đấy. Sau đó các bạn thấy thì nhìn xem là tài chính giúp được gì để xử lý cái lo âu đấy. Bởi vì tôi đã nhắc lại là không phải cái gì tài chính cũng hỗ trợ được, nhưng sẽ có những thứ mà các bạn sẽ thấy là cái gì mà được xử lý bằng tiền ấy, dù sao nó vẫn dễ dàng. Và các bạn hãy tập trung để nói chuyện với người thân của mình, đặc biệt là những người mà mình rất là trân trọng, thì xuất phát điểm nên bắt đầu từ những cái việc đơn giản như vậy, trước khi là việc chúng ta phải học quá nhiều các cái khái niệm, các cái concept mới, mà chúng ta nên bắt đầu bằng cái sự gọi là hiểu biết sâu hơn về cảm thụ, về cảm xúc của những người thân xung quanh mình. Vâng, cũng như chuyên gia Nguyễn Tuấn Anh đã chia sẻ thì thời gian là vốn quý nhất. Thế nên là anh Phương cùng anh Tuấn Anh cũng rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem hết video ngày hôm nay. Mong là video ngày hôm nay sẽ mang đến cho mọi người một thông tin gì đó hữu ích, và hẹn gặp lại mọi người tại những số tiếp theo của Tự do Tài chính.